Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với clip tiếp theo của Kawin, game bài đổi thưởng. Và ngày hôm nay thì tiếp tục thì tôi lại lên cho anh em về cái cách bắt cầu tài xỉu tiếp anh em ạ. Thì ấy, hôm nay là cái clip thứ 3 gọi là tôi gửi đến cho anh em rồi. Anh em nhá, hôm nay thì là cái ngày đầu tiên, thì là cái ngày chúng ta sẽ đi theo cái hành trình gọi là bắt cầu vào buổi tối. Chúng ta sẽ đi theo cái cốc xí ngầu. Và nốt cái tuần này nữa thôi, chúng ta sẽ kết thúc cái chuỗi hành trình này. Thì sau một cái tuần sau nữa thì chắc là tôi chỉ gọi là lúc nào rảnh thì tôi sẽ quay video clip cho anh em thôi. Còn những lúc nào tôi bận thì thôi anh em ạ. Đã gọi là một cái hành trình, chúng ta sẽ phải cố hết mình về cái hành trình đó. Và ba cái tuần vừa qua thì chúng ta đã qua được 21 ngày rồi, được đồng hành với nhau ở cái hành trình bên này rồi, có đúng không? Và rất nhiều anh em đang bảo là áp dụng theo cái công thức của tôi mà anh em bị gãy. Thật ra ấy, tôi bảo là hành trình buổi chiều là hành trình buổi chiều, anh em mà đi áp dụng vào buổi tối hay là buổi sáng thì tôi cũng đến chịu anh em đấy. Tùy theo loại hành trình chứ. Đương nhiên tôi đánh vào giờ nào thì anh em phải đánh giờ đấy. Đương nhiên tôi rất hiểu với anh em là anh em gọi là đi làm anh em không có thời gian, thì anh em có thể học thêm, hỏi thêm kinh nghiệm mà. Có nhất thiết thì anh em có phải là đánh luôn ở một cái tuần vừa rồi đâu, có đúng không? Thì anh em sang cái tuần này anh em đánh thì có sao, đúng không? Bây giờ buổi tối ngày hôm nay tiếp tục thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em về cái cách bắt cầu theo kiểu cộng xí ngầu tiếp anh em nhé. Và tôi biết rằng cái công thức này nó sẽ không có cái gì mới, nhưng anh em biết là chúng ta có ba cái loại công thức, chúng ta sẽ xoay đổi và xoay chuyển gọi là liên tội để tránh cái trường hợp là nhà cái nó xem cái clip của tôi, có phải không? Đây nhá, chúng ta sẽ gặp một cái con gọi là con 3+1 này, được chưa? 3+1 này bằng 4 thì chúng ta sẽ có một cái con trắng, được chưa? Và tôi sẽ soi luôn cái tay trước nhá, soi luôn cái tay trước. Và đây tắt con xí ngầu 1 này đi. Con trước nó cũng là một cái con chẵn anh em ạ, chẵn về xỉu. Và bây giờ chẵn thì chúng ta sẽ lại phải đi xỉu tiếp này. Và cái con này thì chúng ta sẽ đánh được khoảng là 5 triệu đi, đánh 5 triệu đi. Tôi biết rằng ấy, cái cầu ấy, bây giờ nếu mà anh em mà đánh theo cầu cả 33 cũng được thôi. Đấy là anh em cách anh em chơi theo cầu, còn cách tôi chơi theo công thức ấy, người ta công thức bảo tôi chạy sao thì tôi chạy như thế à. Có đúng không? Thuận công thức gọi là chẵn xỉu là chẵn xỉu, bây giờ tạm thời là thế. Còn hôm nay nếu mà dùng đến đọc của hai tay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em gọi là cái biện pháp cuối, đó chính là cái công thức gọi là một đảo và một thuận. Đương nhiên chúng ta không biết thể nào là cái ngày mai thì là nó sẽ đi theo kiểu một đảo và thuận, hay là cầu đảo luôn hay là thuận luôn, có đúng không? Tùy theo về cái cách mà chúng ta gặp và để chúng ta xử lý, thì đấy mới gọi là cái kinh nghiệm chúng ta chơi rất là lâu, có đúng không? Ai cho cứ thế mà lặn đã nhá. Bây giờ có con một này, đẹp chưa, là 1-2 này. Nên cái ông nào mà đánh cái cầu 33 vừa rồi là gãy gọi là toét mắt ra đấy. Ok nhá, chúng ta sẽ có một cái con chặn nữa, 5+1=6. Thì chặn con này chắc chắn thì tôi sẽ vẫn đi theo xỉu này. Con này thì tôi sẽ vẫn đi theo kiểu là 4.750.000 nhá, 4.750.000. Tại vì anh em biết không, tại vì trung bình những cái công thức nó gãy thì nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng từ 3 đến 5 tay. Thì tôi sẽ phải phụ thuộc vào những cái tay mà chúng ta gọi là vừa ăn được một tay và chúng ta kiểm tra một tay thì nó đã chạy thẳng là 2 phát, thì chúng ta còn được phép tổng quả là một cái tay nữa thôi, đúng không? Tổng quả là một cái tay nữa thôi. Má ơi, nốt cái tay này nữa, nếu mà chúng ta ăn được ấy, thì chúng ta sẽ đi theo cái chiều hướng vẫn là chiều hướng thuận, nhưng chỉ qua là chúng ta sẽ đi tầm khoảng nhỏ lại tầm khoảng 50% cái số tiền mà chúng ta đi, anh em hiểu không? Đấy, có thể là tay sau nữa anh em vẫn ăn được, nhưng mà ấy, nếu mà bây giờ nếu mà thua cái thì anh em cái tay thắng này thì nó không quan trọng về cái ý nghĩa gì à, có đúng không? Và 5-2 này, ui dồi, tuyệt vời chưa, tuyệt vời chưa? Và bây giờ nha, chúng ta sẽ có cái con lẻ này gọi là 5+2=7, được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái con lẻ này, chẵn thì nó đã ở xỉu rồi, thì lẻ thì chúng ta sẽ phải đi tài và chúng ta sẽ đi trong giảm, bắt đầu giảm dần này. 4.262.000. Đấy, dù nhá, vốn của tôi có 30 triệu hay là 50 triệu hay là vốn 25 triệu thì chúng ta cũng có thể gọi là kiếm lãi theo cái loại vốn, đúng không? Và tôi cũng hay xoay chuyển cái số vốn mà lúc thì vốn to, lúc thì vốn bé, để tránh cái trường hợp mà nhà cái nó sẽ bịp tôi và tôi sẽ gãy chẳng hạn. Nhưng nếu mà tôi mà gãy, đa số nhá, dạo gần đây mà chơi theo mẹo của tôi ấy, thì tôi toàn thấy là tôi hay gãy ở cái tay gọi là cái tay bé thôi, clip bé thôi, có đúng không? Cái clip to mà tôi đã gãy bao giờ đâu. À, cái clip to thì có gãy đúng một lần, trước giờ gãy đúng một lần, nên mà chúng ta gọi là khắc phục ngay sau cái ngày mà một đảo một thuận ấy. Đấy, và bây giờ cứ thế mà gọi là nặn đã này, nói ít hiểu nhiều này. Úi dồi ôi, 5-2 này, 5-2-6 luôn đi chứ. Và bây giờ các ông biết là có một con 6+12 ở bên dưới, thì con chẵn này thì tôi xin phép được gọi là đánh bên xỉu tiếp, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ vào tổng khoảng 3.314.000 này, 3.311.000 thôi, 3.311.000, thế thôi.
cứ đi tầm khoảng như này thôi, cứ giảm dần thôi. Và bây giờ được tầm khoảng là 10 triệu rồi đấy. Mà thành công thì bây giờ chúng ta đang có 4 thuận công thức. Anh em biết nhá, 4 thuận công thức thì cái tỷ lệ ăn sau, ăn ở cái tay sau nó cũng chỉ còn tầm khoảng là 20%. Có thể là chúng ta vẫn ăn được, nhưng mà chúng ta chơi ở cái vị trí nó chắc thì ai mà thua được. Có đúng không? Chỉ qua đây nhá, không phải là anh em không thắng, mà chỉ qua là anh em có đấu tranh lại được tâm lý với nhà cái hay không thôi. Có đúng không? Đương nhiên, được trước đây thì anh em cũng đã có kinh nghiệm mà anh em chơi thua hay là chơi thắng cái gì đó thì tôi biết là anh em đã chơi ở cái con game đổi thưởng Zig VIP ngày xưa. Có đúng không? Và bây giờ nó ra một cái loại gọi là đổi 1-1 ấy, thì nó gọi là lấy phí ấy. Thì nó mới gọi là chúng ta mới chuyển qua cái loại này thôi, có đúng không? Ui dồi ôi, gãy này, thấy chưa? Và chúng ta gãy ở cái tay bé và thành công gọi là ăn ở cái tay to thì anh em còn đòi cái gì nữa, đúng không? Và bây giờ có một con 6+5=11 thì chúng ta sẽ có một con lẻ, đúng không? Và anh em biết nhá, sẵn vừa rồi nó đi tài thì chắc chắn với anh em một điều rằng đâu, để xem lại cái con tay trước. Đúng rồi, con trước là 6+2=8, chặn nó đi tài thì lẻ chúng ta sẽ vẫn phải đi tài tiếp này. Chúng ta sẽ đi tầm khoảng là 10 triệu, được chưa? Và nếu mà cái tay này nó gãy, chúng ta sẽ phải dùng đến biện pháp gọi là một đảo một thuận. Chúng ta đánh mạnh lên luôn, đúng không ạ? Không lãi 10 triệu thì chúng ta lãi được khoảng 15-20 triệu, đúng không? Thế thôi, nó cũng chỉ gọi là tăng cái số tiền lãi của chúng ta lên một tí thôi. Còn nếu mà chúng ta ăn được ở cái tay này thì chắc chắn chúng ta vẫn ăn được tầm khoảng là 19 triệu hơn một tí, đúng không? Thế cứ nói luôn là 12 triệu cho nó lạnh. Đấy, nói thế đồng nó đơn giản hơn. Rồi bây giờ cứ thế mà gọi là nặng để xem nó sẽ chạy như thế nào đã. Cứ thế để xem nó chạy như thế nào đã. Bây giờ nha, tôi sẽ gọi là nặng cho anh em xem này. Chúng ta sẽ có một con 4-5 này, được chưa? 5-5 chẳng lẽ nó lại ra không, đúng không? Được chưa? Và bây giờ nhá, anh em thấy ở đây nó có một cái con 5+14=9 không? Chúng ta sẽ có một cái con lẻ, mà vừa rồi lẻ nó ở tài xong thì lẻ, bây giờ chúng ta lại tiếp tục chúng ta phải lẻ, chúng ta đi xỉu, đúng không? Bây giờ nhá, chúng ta sẽ vào được bao nhiêu rồi? Đi đốt 4.500.000 đi cho nó chẵn. Đấy, cùng lắm ngày hôm nay chúng ta chỉ được tầm khoảng là 15 triệu thôi, được chưa? Hết mình với anh em chưa? Tôi nói thật với anh em nhá, những cái clip của người khác trên mạng ấy, nó chỉ rơi vào tầm khoảng là từ 3 tới 5 phút là xong thôi. Nhưng mà đợt gần đây ấy, tôi có xem cái video clip của thằng cao thủ MMO. Anh em biết là cái thằng đấy ấy, nó chả hướng dẫn gọi là bắt cầu cái gì cả. Nó cũng đặt gọi là hướng dẫn bắt cầu vào xong rồi bạn chứ. Ủa ôi, cầu bây giờ nó đang chạy theo kiểu 3-3-4-4 thế. Thì bọn tôi cũng biết chứ việc gì mà phải gọi là nhờ ông hướng dẫn, có đúng không? Và xong rồi đánh ở cái vốn to xong ông gọi là chốt lãi ở tầm khoảng là vài triệu xong ông nghỉ. Như thế thì tôi cũng đến chịu các ông. Nếu mà nhá, đương nhiên cầu lúc nào mà nó cũng đi theo kiểu gọi là bạn là hướng dẫn cho anh em chơi theo kiểu may mắn. Hôm nay chúng ta đỏ thì chúng ta ăn, ngày mai gọi là không đỏ thì chúng ta nhịn. Thế thì tôi cũng đến chịu thôi. Ok này, và đương nhiên thì chúng ta chơi online chúng ta cũng mới có phương pháp, và chơi theo bình thường lấy đéo đâu ra phương pháp, có đúng không? Nói thế cho nó nhanh. Và ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở gọi là được 15 triệu này, cũng gọi là ngon lành rồi anh em ạ. Thì ngày hôm nay thì tôi xin kết thúc video clip tại ở đây thôi anh em nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo của Kawin game bài đổi thưởng.